Chào các bạn nha. Trong video ngày hôm nay, Cửa Cốt Khách sẽ chia sẻ với các bạn công thức và cách nấu xôi nếp than. Hạt xôi ăn dẻo giòn, ăn kèm với đậu xanh và nước cốt dừa rất hấp dẫn. Nếu như mà các bạn muốn biết công thức và cách làm thì mình sẽ chia sẻ để ai cũng có thể dễ dàng thành công nha. Rồi bây giờ để làm món xôi nếp than á thì các bạn chuẩn bị cho mình ở đây là nếp than ha. Nếp than thì mình có đây là 300 g nè, mình đã ngâm rồi. Cái nếp than này các bạn muốn làm á thì các bạn phải ngâm cho mình ít nhất khoảng 3 đến 4 tiếng nha. Thì nãy giờ mình ngâm được 2 tiếng rồi. Ngoài nếp than ra thì các bạn sẽ chuẩn bị thêm là 300 g nếp than ha, thì mình sẽ chuẩn bị là 200 g nếp. Này là nếp ta bình thường ha, này nếp thái nè, rất là thơm. Ngoài nếp than và nếp ta ra thì các bạn sẽ chuẩn bị thêm là khoảng 100 g đậu xanh. Đậu xanh cà vỏ đó, mình đã ngâm khoảng 2 tiếng rồi, lát nữa mình sẽ hấp lên ha. Rồi mình ăn kèm lại ít dừa nạo nè, dừa khô á các bạn nạo sợi ra. Rồi nước cốt dừa, đường, muối và một ít bột gạo. Nếu mà các bạn muốn thơm hơn nữa thì các bạn có thể mình rắc một ít mè với lại đậu phộng đó các bạn ha. Đậu phộng rang rồi mình giã cho nó nát ra, rắc lên cho nó thơm ngon. Đây, nếp sau khi mà mình đã vo sạch sẽ rồi đó, bây giờ mình cho nó vào chung với cái nếp than này mình ngâm luôn nha. Tổng thời gian mình ngâm nếp là 4 tiếng. Thì mình ngâm nếp than 2 tiếng rồi mình hãy ngâm cái nếp ta này, nếp thái này 2 tiếng nữa. Mình sẽ cho vào đây á khoảng nửa muỗng cà phê muối để mình ngâm cái nếp ăn cho nó đậm đà nó ngon. Nửa muỗng ha. Rồi bây giờ các bạn sẽ cho mình vào đây là 400ml nước cốt dừa. Mình dùng nước cốt dừa lon như thế này thì nó cũng ít béo ha các bạn, ít béo và nó ít thơm hơn. Các bạn muốn ngon thì các bạn dùng nước cốt dừa tươi á, nó sẽ ngon hơn ha. Mình cho vào đây là 1/3 muỗng cà phê muối. Đường thì các bạn cho mình khoảng 30g ha. Khoảng 6 muỗng cà phê nha các bạn. Ha, 1 muỗng bột gạo. Có bột gạo vào thì nó sẽ làm cho nước dừa mình nó sánh đặc nha các bạn nha. Mình khuấy cho nó tan bột gạo, tan đường rồi mình bắt lên bếp mình nấu. Mình vừa nấu mình vừa khuấy ha các bạn. Tầm có khoảng 10 đến 15 phút là được à, là khi nữa nước cốt dừa mình nó sôi lên là cái phần bột gạo nó sẽ chín ha. Tại ha, khi mà nước cốt dừa mình nó chín đó các bạn, cái bột gạo nó chín á, nó sánh đặc lại như thế này là được nha. Mình sẽ để cho nó nguội ha, để nguội thì nó sẽ đặc hơn một chút nữa. Đậu xanh sau khi mà mình ngâm cho nó nở rồi đó các bạn, thì bây giờ mình sẽ cho vào trong nồi mình hấp cho chín lên. Bây giờ mình sẽ chuẩn bị vào đây nó có khoảng 100ml nước để mình xay đậu ha. Và muốn cho đậu mình thơm ngon và béo hơn á thì mình cho vào đây là khoảng vài muỗng nước cốt dừa. Tầm 4-5 muỗng gì đó các bạn. Mình ăn cái đậu thì nó sẽ béo và nó thơm hơn. Đây ha, mình cho hết vào đây luôn. Cho vào trong cái máy xay nè để mình xay đậu xanh. Rồi mình sẽ cho hết cái đậu xanh vừa xay á cho vào đây để mình sên nha các bạn. Sên đậu thì mình có thể là mình cho vào đây thêm một ít dầu ăn nữa cũng được để cho cái đậu mình ăn nó mềm á và nó mướt hơn, nó ngon hơn. Cho tầm cỡ khoảng một vá dầu ha. Mình cho vào đây khoảng 30g đường nha các bạn. Và một xíu muối để cho cái nhân đậu xanh ăn nó đậm đà nó ngon. Nha, thì với cái đậu xanh này các bạn sên nó tầm có khoảng 15-20 phút là được nha. Không cần phải sên quá lâu đâu. Tại vì sên lâu ăn nó khô lắm. Đây, khi mà đậu xanh các bạn sên được khoảng 15-20 phút á, lúc này nó đã hơi đặc lại rồi ha các bạn. Và nó chưa có thành khối được đâu, nó cũng hơi chảy một chút xíu. Nhưng mà như thế này là vừa rồi ha, để mình làm cái nhân cho món xôi nếp than. Chứ mà mình sên mà nó cứng nhân quá thì ăn nó không có ngon ha các bạn, nó hơi khô á. Đó, nó phải mềm mướt vậy nè, ăn nó sẽ ngon ha. Nếp sau khi mà mình ngâm rồi đó thì bây giờ mình sẽ cho vào trong sửng mình hấp. Cái này thì các bạn nấu bằng nồi cơm điện cũng được ha. Nhưng mà hấp bằng bằng sửng như thế này nó hơi lâu nha các bạn. Mình sẽ hấp 1 tiếng ha. Còn nếu mà các bạn nấu bằng nồi cơm điện thì nó mất cỡ khoảng 40 phút thôi. Đây, khi mình nấu được 20 phút rồi đó các bạn thì lúc này mình sẽ rưới cái phần nước sôi lên ha. Tại vì cái hạt nếp than á nó sẽ dày hơn cái vỏ các bạn, nó dày lắm nên là nếu mà mình nấu bình thường á nó sẽ không có chín mềm được ha. Và các bạn ăn để mà lâu á hoặc là mình ăn không hết mình cho nó vào trong tủ lạnh á nó sẽ bị sượng. Xới đều lên rồi các bạn hấp tiếp ha, 20 phút nữa rồi mình cũng rưới nước sôi lên như vậy. Làm chừng khoảng 3 lần là được nha các bạn, 2-3 lần là được ha. Rồi cái xôi của mình sau khi mà hấp chín rồi nè các bạn, hấp đúng 1 tiếng ha. Rất là thơm luôn và lúc này cái hạt nếp á nó mềm cực kỳ, nó mềm mà nó dẻo. Thì các bạn phải hấp kỹ như vậy á, nếu giả sử mình ăn không hết mình cho nó vào trong tủ lạnh thì nó không có bị cứng.
Chứ còn nếu mà mình hấp không đủ á, thì mình cho nó vào trong tủ lạnh nó sẽ bị cứng nha. Ok ha, bây giờ mình úp ra mình ăn thôi. Mà cái xôi nếp thang này nè, cái nếp thang đó các bạn, nếp thang, nếp cẩm rồi đó, ăn nó rất tốt cho sức khỏe. Đây, và cái xôi này ăn mà ngon á, thì mình sẽ ăn kèm với lại cái bánh tráng gói xôi á. Bạn nào mà muốn mua cái bánh tráng gói xôi này á, thì các bạn bấm vào cái đường liên kết mình để trong cái phần bình luận nha. Các bạn mua về các bạn ăn. Đây, khi mà ăn á, thì mình sẽ cho đậu xanh lên nha. Phết một cái lớp đậu xanh lên. Rồi, rưới thêm đây lên ít nước cốt dừa nữa nha. Một ít cái phần dừa sợi nè. Và sau cùng là mình rắc lấy ít cái đậu phộng và mè rang nếu có. Đó, đây là cái món xôi nếp thang nha các bạn. Làm rất là đơn giản luôn, ăn siêu ngon nha. Ok ha, thì hy vọng rằng qua video này Cửa Cốt Kích đã chia sẻ với các bạn công thức và cách làm món xôi nếp thang. Hy vọng rằng là các bạn sẽ thích món xôi này nha. Nếu như mà thích thì đừng quên bấm chia sẻ và bấm đăng ký channel. Cảm ơn các bạn rất nhiều, hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.